Thừa Thiên Huế khẩn trương chủ động triển khai các phương án phòng chống bão số 13, tổ chức di dời trên 19.000 hộ dân vùng xung yếu đến nơi an toàn tránh trú bão. Lực lượng vũ trang tỉnh điều động lực lượng về cơ sở bám địa bàn cùng chính quyền và người dân triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Các doanh nghiệp Thừa Thiên Huế cần chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng cơ hội mà hiệp định CPTPP mang lại. Kính chào và cảm ơn quý khán giả đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Quý vị và cùng chúng tôi điểm qua những tin chính sẽ có trong chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 11. Nội dung chi tiết của chương trình sẽ đến ngay sau đây. Thưa quý vị, bão số 13 là cơn bão rất mạnh, đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển và đất liền các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều tối ngày 14 và ngày 15 tháng 11. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, Thừa Thiên Huế đã khẩn trương chủ động triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại. Kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 tại các huyện Phú Vang và Phú Lộc vào ngày hôm qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ để ứng phó, đồng thời tất cả những người dân ở khu vực sung yếu phải được sơ tán. Kiểm tra tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương các cấp cũng như người dân trong công tác phòng chống cơn bão số 13. Đến thời điểm này, huyện Phú Vang triển khai sơ tán dân hơn 3.500 hộ với gần 12.600 khẩu ở các vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ven biển, các vùng thấp trũng, nhà không kiên cố đến các địa điểm an toàn, trong đó có địa điểm chủ yếu là các trường học cao tầng, nhà sinh hoạt cộng đồng kiên cố. Cơn bão này đi vào là sớm hơn so với dự kiến, nên ủy ban huyện đã chỉ đạo rất là quyết liệt về công tác di dời dân. Thì đến nay đã di dời hơn 3.500 hộ với 12.500 khẩu đã đi vào những cái điểm tránh trú an toàn. Hiện nay là tất cả các tàu thuyền trên địa bàn của huyện và một số tỉnh bạn thì đã vào neo đậu tránh trú an toàn. Đến kiểm tra cả âu thuyền tại xã Phú Thuận và Phú Hải, nơi có 442 phương tiện tàu thuyền đang neo đậu tránh trú bão, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền địa phương các cấp, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh cần kiểm tra đôn đốc hướng dẫn bà con ngư dân có phương án sắp xếp neo đậu phương tiện tàu thuyền một cách an toàn, hạn chế thiệt hại tài sản do va đập giữa các phương tiện tàu thuyền trong tình huống có sóng to gió lớn và bão đổ bộ. Đến trưa hôm nay thì toàn bộ các hộ dân ở các vùng sung yếu đều phải di dời đến nơi an toàn. Hôm nay thì chúng ta đang kiểm tra tại địa bàn Phú Vang, một địa bàn ven biển thì đến giờ phút này thì theo báo cáo của huyện thì công tác di dời đã bảo đảm, tất cả các tàu thuyền cũng đã vào cảng và hiện nay cũng đang hướng dẫn cái neo đậu an toàn, và 12 giờ trưa hôm nay thì toàn bộ lực lượng ở trên tàu thuyền cũng phải vào bờ, vào nơi an toàn. Và với tình hình này thì dự kiến sắp tới thì cũng sẽ tiếp tục cấm bà con ra đường trong lúc mưa gió và một số cái vùng sung yếu, thì cũng đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục kiểm tra xem xét và trường hợp cần thiết thì tiếp tục di dời để bảo đảm an toàn cho người dân. Là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, đến thời điểm này, huyện Phú Lộc đã chủ động triển khai phương án phòng chống cơn bão số 13 với số hộ được sơ tán đến thời điểm này là 3.900 hộ với gần 12.000 nhân khẩu. Địa phương đã kêu gọi toàn bộ phương tiện tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn, kêu gọi bà con ngư dân đang nuôi trồng thủy sản khu vực ven đầm phá vào nơi tránh trú an toàn. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo địa phương tiếp tục tập trung với phương châm 4 tại chỗ để ứng phó với bão số 13, đồng thời giao nhiệm vụ cho từng lực lượng đơn vị có mặt tại địa bàn sung yếu. Yêu cầu mọi người dân ở vùng nguy hiểm phải sơ tán, không để người dân bị đe dọa tính mạng. Tại các vị trí sung yếu kè biển, các địa phương cần triển khai phương án bảo vệ trọng điểm, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, chủ động phương án, huy động nhân lực, vật lực để xử lý khi có sự cố xảy ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 tại huyện Phong Điền, nhấn mạnh về những diễn biến phức tạp của mưa bão. Chủ tịch tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống thiên tai. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cho biết, toàn huyện đã di dời theo kế hoạch phòng chống bão số 13 với hơn 3.000 hộ dân với gần 9.000 nhân khẩu. Công tác gia cố bờ biển tại xã Phong Hải đang tiến hành khẩn trương trước cơn bão số 13 đổ bộ. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã phối hợp đồn biên phòng xã Phong Hải thông báo cho các chủ các phương tiện ghe thuyền phải chủ động vào các khu neo đậu âu thuyền để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã thị trấn chú ý các điều kiện an toàn phòng chống tai nạn thương tích khi gia cố nhà ở các công trình. Sau khi thị sát công tác phòng chống bão lụt tại huyện Phong Điền,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoan nghênh chính quyền sở tại đã nỗ lực huy động các lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác gia cố đê kè nhằm giảm thiểu sạt lở tại các bờ biển, đồng thời chỉ đạo huy động thêm lực lượng quân đội, biên phòng nhằm tiếp tục gia cố các điểm xâm thực. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu công tác ứng phó phòng chống lụt bão không được chủ quan lơ là nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Phương châm bộ tại chỗ và phương châm xuyên suốt quá trình phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt. Hiện nay thì cả địa phương đã tích cực chuẩn bị di dời. Kể phương châm tại chỗ chỉ phát huy được khi mà các đơn vị tại chỗ có đủ điều kiện về lương thực, về hậu cần, về phương tiện. Hiện nay thì đã chỉ đạo xuyên suốt trong những cơn bão vừa rồi. Hiện nay thì các địa phương tiếp tục thực hiện phương châm này một cách có hiệu quả nhất. Chủ tịch Phan Ngọc Thọ cũng chỉ đạo ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, các sở ngành có liên quan và các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, chủ động chỉ đạo và triển khai công tác ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ, phù hợp với diễn biến của bão và tình hình cụ thể tại địa phương. Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, công tác đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân luôn được Thừa Thiên Huế xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu khi đối mặt với các cơn bão lũ. Triển khai ứng phó với bão số 13, các địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức di dời trên 19.000 hộ dân ở các vùng sung yếu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập trùng đến nơi an toàn. Phản ánh của phóng viên Huyện Ngày Mới. Trường Trung học Cơ sở Thuận An, điểm trường kiên cố này bắt đầu từ sáng ngày 14 tháng 11 đã được Ủy ban Nhân dân thị trấn Thuận An trưng dụng trở thành khu vực đón tiếp người dân di dời tập trung cho hơn 60 hộ dân, trong đó phần lớn là các đối tượng trẻ em, phụ nữ và người già. Hơn 1.300 hộ nằm trong khu vực nguy hiểm của địa phương đã được các lực lượng vận động và hỗ trợ di dời đến nơi an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ. Dạ, em không thấy yên tâm tại vì nhà em chính khẩu, chính người con nịt lần, yên tâm cho con cái mình để sau nữa chẳng phải có chuyện chi chạy cả lớn kịp. Mấy anh đồng chí dơi lên đây thì cũng yên tâm hơn vì ở ngoài mình là sạc biển là một phần, cây cối đó rửa gần mà sợ là sạc lở biển nữa. Phải nghe theo thôn để giữ dơ cho con cái an toàn. Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có trên 19.000 hộ nằm trong khu vực nguy hiểm, chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, đặc biệt là các vùng có nguy cơ sạt lở cao. Mặc dù rằng sáng nay cơn bão số 13 bất ngờ được dự báo đi nhanh hơn dự kiến, tuy nhiên do đã có sự chuẩn bị từ trước, cộng với sự chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các địa phương đều đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và khu neo đậu, gấp rút sơ tán người dân ngay trong đêm qua và rạng sáng nay. Tính đến 9 giờ sáng ngày 14 tháng 11, toàn bộ hơn 19.000 hộ dân và hơn 2.000 tàu thuyền đã đến nơi trú ẩn an toàn. Chiều hôm qua, ngày 13 tháng 11, chúng tôi cũng đã thông báo cho tất cả các hộ nằm trong diện di dời phải di dời ngay từ chiều hôm qua và đến sáng nay theo thông báo chỉ đạo mới của tỉnh của huyện là phải di dời đến trước 9 giờ so với dự kiến là 10 giờ so với hôm qua thì chúng tôi đã ngay lập tức yêu cầu các hộ di dời trước 9 giờ và khó khăn thì chúng tôi nhận thấy một số hộ mà chưa chấp hành thì chúng tôi sẽ bằng biện pháp cương quyết cưỡng chế để đảm bảo an toàn cho người dân. Các cái phương án mà chuẩn bị chống cô lập đấy, và các cái phương án mà hỗ trợ cho người dân thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất là sẵn sàng và chúng tôi cũng từ tiên lượng là coi như là bão đổ bộ thẳng vào Huế theo cái phương án 1, theo cái phương án 1 của các cái đài dự báo thì chúng tôi cũng sẵn sàng để ở đến cấp cao nhất. Dự báo vào lúc 16 giờ hôm nay, tâm bão cách bờ biển Thừa Thiên Huế Đà Nẵng khoảng 190 km với sức gió mạnh nhất 150 km một giờ, cấp 13, giật cấp 15. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 12 giờ trưa nay để khi có thông báo mới để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người khi bão đổ bộ vào Thừa Thiên Huế. Huyện Quảng Điền đã tiến hành di dời sơ tán 1.464 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu vùng thấp trũng để đảm bảo an toàn cho người dân. Cùng với di dời dân, lực lượng chức năng đã giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền đến nơi neo đậu an toàn. Người dân cũng đã dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác sẵn sàng ứng phó với bão lụt. Thông tin liên tục trên hệ thống truyền thanh và qua website từ huyện đến các xã, thị trấn về tình hình diễn biến cơn bão số 13. Yêu cầu người dân nghiêm túc thực hiện các công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện, ra soát đối tượng phụ nữ mang thai, người có tiền sử bệnh lý nặng để chuyển lên trung tâm y tế huyện trước khi bão đổ bộ. Các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bám sát địa bàn, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân. Vận động người dân phát huy tính tự quản để bảo vệ an toàn tính mạng người và tài sản khi có thiên tai bão lụt. Các đợt bão lũ liên tiếp vừa qua đã làm cho nhiều khu vực bờ biển tại các địa phương bị sạt lở nghiêm trọng. Để giúp các địa phương hạn chế tình trạng xâm thực biển,
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng với nhân dân tổ chức khắc phục tạm thời sự cố sạt lở bờ biển trước khi cơn bão số 13 đổ bộ vào. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với lực lượng đồn biên phòng Phong Hải, chính quyền và nhân dân địa phương huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ khẩn trương khắc phục sự cố. Theo ghi nhận, điểm sạt lở nặng nhất ở thôn Hải Thế, biển đã xâm thực sâu vào đất liền 40 mét và uy hiếp khoảng 62 hộ dân. Các lực lượng đã sử dụng hơn 10.000 bao cát để gia cố nhiều đoạn đê, kè bị xâm thực và hư hại. Hôm nay, với cái sự quyết tâm và cái sự hỗ trợ của các lực lượng công an quân sự và các địa phương đã về phối hợp để mà giúp cho bà con, thì bà con chúng tôi rất là xúc động và rất là cảm ơn đã hỗ trợ về cái đê bao chắn sóng lại để cho bà con yên tâm ra khơi bám biển. Chúng tôi đã tích cực triển khai 4 cái phương án tại chỗ, và trên cơ sở đó thì được sự quan tâm của các cơ quan như Bộ Chỉ huy tỉnh, cũng như là đồn biên phòng Phong Hải, cũng như là trạm radar đóng trên địa bàn đã tăng cường cái lực lượng cùng với lực lượng tại chỗ của địa phương để tập trung mà gia cố các cái điểm sung yếu có thể là làm ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của bà con nhân dân. Đặc biệt vào thời điểm hiện nay, tình hình mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc triển khai trên 250 cán bộ về cơ sở, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo triển khai các lực lượng phòng chống, kê kích, dọn chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, di dời bà con nhân dân đến nơi an toàn, thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo tới người dân, chủ động các biện pháp theo phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, chỉ huy đảm bảo công tác phòng chống, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng xác định đây là nhiệm vụ không những ở tại Phong Điền mà tiếp tục cùng với các lực lượng khác để tham gia khắc phục trên các tuyến biển trên địa bàn tỉnh chúng ta, như là Cù Vang rồi là Phú Lộc trong thời gian tới, để góp phần cùng với là các lực lượng để giữ vững được cái tuyến biển, đảm bảo cuộc sống ổn định cho bà con nhân dân sống hiện nay đang sạt lở trong thời gian tới tốt hơn. Trước tình hình diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng địa phương xã Phong Hải tiếp tục huy động toàn lực lượng và phương tiện gia cố các điểm sạt lở nhằm hạn chế bờ biển bị xâm thực, ổn định cuộc sống của trên 60 hộ dân sống ven biển tại đây. Đến cuối buổi chiều hôm qua 13 tháng 11, các lực lượng đã xử lý xong 2,2 km. Số diện tích bị sạt lở còn lại, các lực lượng sẽ cố gắng khắc phục xong trong ngày 14 tháng 11 trước khi bão số 13 đổ bộ vào. Lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chính quyền và cả đơn vị chức năng đã khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão, chủ động giúp dân chăn chống nhà cửa, đốn hạ cây cối, đảm bảo an toàn. Tại xã ven biển, lực lượng công an xã cùng chính quyền địa phương có mặt trực tiếp về từng hộ dân, tuyên truyền mức độ nguy hiểm của cơn bão số 13, đồng thời vận động tổ chức sơ tán người dân sống ven biển, vùng thấp trũng, nhà cấp 4 đến các địa điểm trú bão an toàn. Tại các điểm di dời, lực lượng chức năng đã chuẩn bị lương thực, nước uống hỗ trợ cho người dân trong thời gian tránh bão. Còn tại khu vực ven sông, công an địa phương cũng đang gấp rút tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền của các chủ phương tiện. Các chủ phương tiện được nhắc nhở đưa phương tiện đến vị trí an toàn, căng thêm dây neo buộc chặt vào các cột trụ chắc chắn và neo bám vào các thuyền liền kề để không bị gió đánh bật. Đồng thời, lực lượng công an cũng yêu cầu các chủ phương tiện không di chuyển sử dụng tàu thuyền bắt đầu từ 12 giờ ngày 14 tháng 11 cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Để chủ động trong công tác phòng chống ứng phó với bão, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu công an các đơn vị địa phương đảm bảo 100% quân số ứng trực, sẵn sàng phương tiện, lực lượng, đảm bảo thông tin thông suốt để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. Công an các xã, phường, thị trấn tiếp tục bám địa bàn cơ sở, giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời cho người dân trước, trong và sau bão. Những ngày này, công tác đảm bảo thông tin liên lạc cho công tác phòng chống thiên tai được các đơn vị viễn thông và nhà mạng đặc biệt quan tâm. Trước đó, các doanh nghiệp viễn thông VNPT, Viettel, Mobile Phone, Vietnam Mobile đã hoàn thành kiểm tra nhà trạm, phòng máy, mức độ an toàn về kết cấu của trụ anten, chống xoay cho anten, kiểm tra và gia cố dây néo, mổ néo, kết cấu nhà trạm đảm bảo an toàn chất lượng công trình xây dựng trạm BTS, trang bị đầy đủ ắc quy, máy nổ dự phòng với nhiên liệu đảm bảo dự trữ đủ dùng. Các doanh nghiệp đã hoàn thành việc hạ tải thiết bị trạm BTS.
mạng cố định của VNPT và mạng di động của các doanh nghiệp viễn thông, đường thư hiện sẵn sàng đảm bảo thông tin thông suốt từ tỉnh đến cấp xã, đảm bảo phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Mạng vô tuyến điện hiện nay vẫn đang hoạt động và kết nối thông suốt giữa các đơn vị nắm giữ phương tiện thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh. Việc chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc của ngành thông tin truyền thông đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về thông tin liên lạc cho lãnh đạo Ủy ban dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và chính quyền địa phương trong tỉnh để chỉ đạo điều hành công tác phòng chống bão mưa lũ trên địa bàn. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 vừa tổ chức đánh giá hồ sơ dự thi và bảng kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020. Được phát động từ tháng 7 năm 2020, Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được nhiều hồ sơ đăng ký tham gia của các cá nhân tổ chức doanh nghiệp từ nhiều địa phương trong tỉnh. Qua vòng sơ khảo, có 30 dự án được Ban giám khảo cuộc thi tuyển chọn kỹ càng, đảm bảo chất lượng, có tính sáng tạo đổi mới trong khởi nghiệp, đa dạng về lĩnh vực, lọt vào vòng bán kết. Tại vòng thi bán kết, các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp trình bày ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của mình để Ban giám khảo đánh giá và chọn lựa các dự án, ý tưởng tốt vào vòng chung kết. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 nhằm tìm kiếm lựa chọn các ý tưởng sáng tạo và dự án có tính mới, khả thi để tư vấn hỗ trợ, ươm tạo và triển khai thành công để trở thành các start-up, khuyến khích và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, thanh niên, phụ nữ, giảng viên, sinh viên, học sinh và người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, kết nối các nhà đầu tư, các tổ chức tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng phát triển. Thưa quý vị, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP chính thức có hiệu lực từ tháng 1 năm 2019. Đây là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang tính toàn diện, bao trùm các nguyên tắc về thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ và nhiều chủ đề khác. Với 11 nước thành viên, trong đó có Việt Nam, những nội dung cam kết được đánh giá là ở mức cao nhất trong số các FTA trước đây của Việt Nam, đang từng bước có tác động sâu rộng đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó có Thừa Thiên Huế. Hiện tại, các nước CPTPP chiếm 13,5% GDP toàn cầu với tổng kim ngạch thương mại hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ và 14,9% giao dịch thương mại thế giới. Hơn nữa, các nước CPTPP bao gồm các thị trường lớn như Nhật, Australia, Canada, Mexico mở ra nhiều cơ hội thuận lợi khi chuỗi cung ứng mới được hình thành và phát triển. Tham gia CPTPP là điều kiện quan trọng để nâng tầm trình độ phát triển nền kinh tế, cải cách cơ chế, chính sách kinh tế, tăng năng suất lao động, giảm dần việc gia công lắp ráp, tham gia vào các công đoàn sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn, từ đó bước sang giai đoạn phát triển các ngành điện tử, công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp xanh. Là một cái hiệp định mà có cái độ mở rất là lớn, nó thuộc cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Và lĩnh vực của nó bao trùm tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả thương mại hàng hóa, sở hữu trí tuệ, rồi các vấn đề về đầu tư. Hiệp định này thì nó có cái độ bao phủ đến 13,5% GDP toàn cầu và có một cái thị trường rất là lớn, hơn 500 triệu dân. Đối với Thừa Thiên Huế, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai Hiệp định CPTPP, Sở Công Thương đã triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiệp định và các văn bản quy định, chi tiết thi hành Hiệp định để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, tập huấn cho doanh nghiệp các quy định và cam kết của Hiệp định theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, các ban ngành của tỉnh quan tâm hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu cho các ngành hàng hóa và dịch vụ. Sở Công Thương cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 74 năm 2019 để triển khai cái hiệp định CPTPP ở trên địa bàn tỉnh, tập trung vào 5 cái nhóm sau. Thứ nhất là tuyên truyền về cái hiệp định và việc triển khai các cái hiệp định. Thứ hai nữa là cái công tác xây dựng pháp luật thể chế. Thứ ba nữa là nâng cao cái năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và sản phẩm. Cái thứ tư nữa là cái lĩnh vực liên quan đến cái tổ chức của người lao động và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Và cái thứ năm nữa là cái chính sách về an sinh xã hội và bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Sau thời gian triển khai thực thi hiệp định CPTPP, các địa phương doanh nghiệp Việt Nam trong đó có Thừa Thiên Huế đã có những bước tăng trưởng trên lĩnh vực xuất khẩu và đầu tư.
Theo thống kê của Bộ Công Thương, năm 2019, xuất khẩu sang một số thị trường CPTPP đạt mức tăng trưởng khá như Canada đạt 3,86 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,2%, Mexico đạt 2,84 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,8%, Peru đạt 350 triệu đô la Mỹ, tăng 40% so với năm 2018. Xuất siêu của Việt Nam sang các nước CPTPP đã đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ. Đối với thu hút FDI, tính đến cuối năm 2019, các nước thành viên CPTPP đã đầu tư vào Việt Nam khoảng 123 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 37% tổng vốn FDI đăng ký. Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới này đang từng bước tác động tích cực đến doanh nghiệp Thừa Thiên Huế, nhất là trong việc chủ động chuẩn bị và tìm hiểu, nắm bắt cơ hội, tổ chức sản xuất. Các lĩnh vực phi thương mại như về lao động, môi trường, công đoàn, tỉnh minh bạch. Đối với ngành dệt may thì tôi thấy có hai hiệp định mà lớn tác động rất là mạnh đến cái doanh nghiệp dệt may và các ngành nghề khác, đó là CPTPP được hiệu lực từ 14 tháng 1 2019 và gần đây nhất là hiệp định EVFTA là có hiệu lực từ 1 tháng 8 2020. Thì tôi thấy rằng là qua hiệp định này thì doanh nghiệp chúng tôi đã có những cái chuyển biến tích cực đối với cái việc xuất khẩu sợi qua cái khu châu Âu. Thì vừa rồi chúng tôi đang trong cái bối cảnh chung rất nhiều khó khăn, nhưng mà nhờ hiệp định này nên chúng tôi đã tăng được cái xuất khẩu. Các doanh nghiệp Thừa Thiên Huế cần chủ trọng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng cơ hội mà CPTPP mang lại để mở rộng thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, lựa chọn nhà đầu tư tiềm năng và tìm kiếm dự án đầu tư tại các nước thành viên. Điều 29 Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đã quy định một số điểm mới về việc chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng. Thứ nhất, khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất kinh doanh, thì người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm. Thứ hai, người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ, thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Trong 11 tháng của năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý nồng độ cồn gần 156.500 trường hợp vi phạm. So với cùng kỳ năm 2019, số vi phạm bị xử phạt tăng hơn 5.000 trường hợp, tương đương 3,2%. Cùng trong 11 tháng qua, Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc mở nhiều cao điểm kiểm tra, kiểm soát phương tiện cũng như xử phạt các lỗi, hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và tai nạn giao thông, trong đó có lái xe sử dụng ma túy, rượu bia. Từ nay đến cuối năm, Cảnh sát Giao thông trên toàn quốc tiếp tục tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện và xử phạt các vi phạm, đồng thời phân luồng chống ùn tắc giao thông. Như thường lệ, thông tin thời tiết Thừa Thiên Huế trong ngày sẽ khép lại chương trình Huế ngày mới sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Do ảnh hưởng của bão số 13 nên hôm nay trên địa bàn tỉnh trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng ven biển có nơi cấp 10, giờ cấp 12. Nhiệt độ cao nhất 22 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 độ, độ ẩm từ 89 đến 99%. Riêng khu vực huyện A Lưới, nhiệt độ thấp nhất từ 17 độ, trời rét. Thời tiết trên biển có mưa bão, gió bắc đến đông bắc mạnh dần lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão cấp 10, 11, giờ cấp 14, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 3 đến 6 mét. Trong vòng 2-3 ngày tới, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 13 nên có mưa rào rải rác, trưa chiều hứng nắng, nhiệt độ tăng dần.